Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Diễm Quỳnh gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời cho tuổi Canh Dần 1950 nữ mạng. Xem một cách tổng quan, cuộc đời của những người tuổi Canh Dần nữ mạng khởi đầu có nhiều khó khăn, trung niên thì cũng không khá hơn, đến hậu vận thì chúng ta mới đạt được những thành quả, hưởng thụ, an nhàn. Tuy vậy, ở trong giai đoạn hậu vận này thì nữ quý gia chủ cũng không được chủ quan mà phải nắm bắt được các vận hạn theo từng niên vận để cuộc sống luôn được bình an và khang thái. Những vấn đề này chúng tôi sẽ luận đoán cụ thể trong video ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Gia chủ nữ mạng Canh Dần sinh năm 1950, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Tùng Bách Mộc, cây Tùng, cây Bách, xương con cọp, tướng tinh con beo, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Canh Dần 1950 nữ mạng qua bài thơ sau. Canh Dần cung Cấn số này, mạng Mộc, Tòng, bá ấy là quý thay. Đông xuân thuận số lo chi, tuổi gặp sung sướng ít khi khổ nghèo. Hạ thu thì lỗi số sinh, kẻ giàu mệt trí người nghèo khổ thân. Thuận sinh sang trọng vô cùng, có người sai khiến có chồng vinh thân. Lỗi sinh như thể nhện răng, miệng thì nói chỉ tay phang cẳng đùa. Số này cũng lắm ly kỳ, có khi hưng thạnh, có khi điêu tàn. Ra ngoài kẻ đón người đưa, quý nhân giúp đỡ phước dư có thừa. Tổng quan, những người tuổi Canh Dần nữ mạng phải trải qua nhiều đau khổ, nhất là về mặt tình cảm. Những khó khăn trong cuộc sống làm họ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, từ đó ảnh hưởng xấu đến vận thế và cuộc đời của họ. Nếu họ kiên trì, nỗ lực phấn đấu đến cùng, thì cuộc đời có cơ may thay đổi tốt đẹp. Cuộc đời của những người tuổi Canh Dần nữ mạng khởi đầu có nhiều khó khăn, trung niên cũng khá hơn và đến hậu vận mới đạt được thành quả, hưởng thụ an nhàn. Những người tuổi Dần nữ mạng hưởng thọ trung bình từ 75 đến 80 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, lương thiện sẽ được gia tăng tuổi thọ, ăn ở độc ác sẽ bị giảm tuổi thọ. Tình duyên, nếu bạn sinh vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch thì đường tình duyên có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi. Con số sẽ là 2 nếu như bạn sinh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch thì bạn sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và không phải trải qua sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên. Gia đạo công danh. Gia đạo của những gia chủ tuổi Canh Dần nữ mạng thường không êm ấm, chỉ đến hậu vận gia đình mới yên vui, hạnh phúc. Từ năm 24 tuổi trở đi, những người tuổi Canh Dần nữ mạng sẽ có nhiều thay đổi để phát triển sự nghiệp, con đường công danh cũng vô cùng sáng lạn. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng sự nghiệp của họ nhất định sẽ thành công vào 37 tuổi. Bắt đầu từ lúc này, tiền bạc của cải sẽ trở nên dồi dào để bù đắp cho những thiệt thòi về số phận mà họ phải gánh chịu trước đó. Ngoài ra, bản mệnh cần lưu ý ở tuổi 72 dương, 73 âm như hiện nay, bởi trong năm Nhâm Dần 2022, sao kế đô chiếu mệnh sẽ mang lại những điều không may. Đây chính là hung tinh chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối. Dù mệnh chủ có sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại nạn, thương tật bất ngờ. Để tăng cường vận may, khai mở phúc đức, chiêu cầu sức khỏe, bình an, quý gia chủ có thể mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh để nương nhờ sức mạnh có được sự che chở của Đức Phật. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa sau. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan, vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những nối kết chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Om Mani Padme Hum là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa rất lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen, chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí chính là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ và thuần khiết, trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà, hóa sát,
chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuổi hợp làm ăn. Những người tuổi Canh Dần nữ mạng nên hợp tác làm ăn với những người có tuổi như là Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất để công việc được thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều thành quả tốt đẹp. Lựa chọn vợ chồng. Cuộc sống dư giả, gia đình hạnh phúc khi bạn kết hôn với những người tuổi Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu vì những tuổi này rất hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nếu bạn kết hôn với những người tuổi Tân Mão, Đinh Dậu thì gia đình của bạn sẽ rất hạnh phúc nhưng cuộc sống chỉ ở mức vừa đủ chứ không dư giả. Bạn nên tránh kết duyên với các tuổi Giáp Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Tý, Đinh Hợi vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm 17, 23, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi, bạn không nên tính chuyện hôn nhân, sẽ tránh được những chuyện không tốt trong cuộc sống. Tuổi Đại Kỵ, Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân là những tuổi đại kỵ mà Canh Dần nữ mạng nên tránh hợp tác, làm ăn hay kết hôn để chung sống trọn đời. Nếu kết hợp với những tuổi này, bạn sẽ gặp nhiều chuyện bất lợi, rủi ro hay tình duyên giang dở. Năm khó khăn nhất, những người tuổi Canh Dần nữ mạng sẽ gặp phải khó khăn nhất vào các năm 23, 27 và 34 tuổi. Vào những năm này, bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như cuộc sống riêng tư, dẫn đến phiền muộn, bệnh tật, hao tài tốn của. Trên đây là những năm tuổi đã qua, bản mệnh hãy chiêm nghiệm xem có đúng không nhé. Còn trong năm nay, phong thủy gia cát cần bản mệnh hết sức lưu ý về mọi vấn đề, bởi từ vi số mệnh chỉ ra, nữ mạng sinh năm 1950 không chỉ bị sao kế đô chiếu mệnh mà còn rơi vào năm tuổi trực thái tuế. Hạn trực thái tuế xảy ra khi tuổi con giáp của bản thân tương trùng với thái tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên, do đó bản mệnh cần chăm sóc bản thân thật tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhạy cảm, tránh đến nơi có âm khí như đám tang, bệnh viện. Ngoài ra cũng cần phải tránh thực hiện các việc đại sự để tránh gây ra những biến động lớn trở tay không kịp. Bên cạnh đó có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an. Ví dụ như người tuổi Dần sẽ cần phải đeo đồ trang sức có ba hình con giáp, đó là con Dần, Ngọ và Tuất. Gợi ý cho nữ quý gia chủ vòng tam hợp Quý Thần, Dần, Ngọ, Tuất vừa trang trọng dành cho phái nữ vừa mang ý nghĩa tâm linh to lớn. Vòng này được làm từ gỗ huyết long, so với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần mất hết mùi. Còn đối với loại gỗ huyết long này thì khi chế tác, những chiếc vòng sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi, hơi người thì chúng bắt đầu tỏa ra hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình linh vật, tam hợp, dần, ngọ, tuất, mang lại năng lượng rất cao. Dựa vào lực tam hợp của quý thần hội tụ sẽ giúp gia chủ thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe, hóa giải vận xui, điểm xấu. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa nhất, vòng tam hợp trước khi đến tận tay người sử dụng đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các thầy phong thủy nổi tiếng, có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân, trợ mệnh, mang lại sự bình an và may mắn cực hiệu nghiệm cho quý gia chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, những người tuổi Canh Dần nữ mạng nên xuất hành vào ngày chẵn, tháng lẻ và giờ chẵn sẽ gặp nhiều may mắn, thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Diễn biến từng năm, từ năm 17 tuổi đến 20 tuổi. Năm 17 tuổi bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp của mình, không nên vướng bận vào chuyện tình cảm, vì năm này không tốt để bạn có thể kết duyên. Từ năm 18 đến 20 tuổi, công danh sự nghiệp và tình cảm đều phát triển đi lên. Từ 21 tuổi đến 25 tuổi, 21 tuổi là năm thuận lợi đối với bạn, nhưng năm 22 và 23 tuổi lại rất xấu. Bạn nên hạn chế đi làm ăn xa, vừa không thu được kết quả, hao tiền tốn của, lại tổn hại sức khỏe. Năm 24 tuổi, mọi thứ bắt đầu đi lên. Năm 25 tuổi rất đẹp để bạn kết duyên, vừa tốt cho vận mạng, vừa tốt về đường tài lộc. Từ 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi, mọi thứ đều bình thường, nhưng cẩn thận tay bay vạ gió, đặc biệt vào các tháng 3, 6, 9 và 12 âm lịch. Năm 27 và 28 tuổi, công danh tài lộc và tình cảm đều phát triển. Năm 29 tuổi, bạn sẽ gặp chút rắc rối nhỏ. Năm 30 tuổi, gia đình có nhiều mâu thuẫn, làm bạn cảm thấy phiền muộn.
từ năm 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi mọi thứ viên mãn, năm 32 tuổi công việc không mấy suôn sẻ, cẩn thận vào tháng 7 âm lịch. Năm 33 tuổi, có hạn bệnh tật cần tránh đi xa. Năm 34 đến 35 tuổi, công danh sự nghiệp tiền bạc ở mức bình thường. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, 36 tuổi là năm thuận lợi cả về mặt tình cảm và tài lộc đối với bạn. Năm 37 và 38 tuổi, cẩn thận trong mọi việc để tránh bị mất mát tài sản cũng như sứt mẻ tình cảm. Vào tháng 8 và tháng 10 của năm 39 và 40 tuổi sẽ bị mất mát tình cảm. Từ năm 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi không có gì biến đổi. Năm 42 tuổi nên đi làm ăn xa sẽ thu được nhiều thành quả, không ngờ. Năm 43 tuổi gặp chút rắc rối trong công việc. Năm 44 tuổi mọi thứ được thu vén ổn thỏa, cẩn thận về tiền bạc. Cuối năm 45 tuổi cần chú ý trong mọi việc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, 46 tuổi tình cảm và tài lộc đều có sự tiến triển. Năm 47 và 48 tuổi, tình cảm và công việc gặp khó khăn, cần chú ý sức khỏe. Năm 49 và 50 tuổi, gia đạo công việc và tiền tài đều ổn định. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi sức khỏe và tài lộc bị hao tổn. Trong 2 năm, 52 tuổi và năm 53 tuổi, mọi thứ ổn định. Năm 54 và 55 tuổi, cần cẩn trọng trong mọi việc, đề phòng bệnh hoạn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, đây là khoảng thời gian bạn được bù đắp về những khó khăn mà bạn đã phải gánh chịu trong cuộc đời. Gia đạo có nhiều phước lành, an nhàn hưởng thụ cùng con cháu, con cái khỏe mạnh, sự nghiệp phát triển. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời của tuổi Canh Dần 1950 nữ mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích giúp cho tất cả quý vị chúng ta có một khởi đầu tốt. Cùng với đó là vạn sự trên đời không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm mà thôi. Số phận còn thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc tất cả quý vị chúng ta luôn mạnh khỏe, bình an và hanh thông.